Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người. Em là Hoàng Thịnh ở Máy Nhật ạ. Dạ vâng, hôm nay thì em có lên clip mới các bác nhé. Hôm nay thì em có về được một cái máy máy cân bằng trong xây dựng này. Con này thì nó có 3 tia và có một cái xẻng xẻng đào quân đội và một số cây kéo cắt tỉa hàng rào. Như là hôm nay thì về là khá là nhiều rìu các bác nhé. Toàn rìu đẹp thôi. Đó, rất là nhiều rìu và hôm nay thì có một cây kéo cắt cành cũng như là kéo ba cây kéo tỉa này và một cây mỏ lết size 375 rất là lớn và hai cây búa như là có cái bộ bộ đầu để sửa xe cộ các bác nhé và như một số các cây dao rừng như thường lệ này, dao rừng, dao bếp, dao chặt gà vịt các thứ như là dao đề ba này và rất là nhiều dao đẹp đây các bác nhé. Đó. Thì hôm nay em lên mã K, các bác vào chơi với em cho em xin một lượt like như một lượt đăng ký kênh, em xin chân thành cảm ơn ạ. Đầu tiên thì em lên cái mã K1. K1 hôm nay thì sẽ là một cái máy. Máy này là máy đo của hãng Tajima. Con này là của hãng Tajima này. Đó. Con này thì tình trạng thì vẫn hoạt động bình thường đây các bác nhé. Đây em mở cho các bác này. Đó, cái tia của nó đây. Đó, con này thì nó có 3 tia như thế này. Ở dưới này có 2 tia này. Ở trên này là một tia chạy dọc đấy, ở dưới này có một tia và trên này thì có một tia chạy dọc, ở trên này thì lại có một tia ngang đây nữa các bác nhé. Tức là tia này là trên trần nhà ấy, đấy, nó có 3 tia như thế. Con này thì nó lại không có cái, nó không 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 có cái loa. Thì con này là điều chỉnh bằng cân bằng nước, thì nó có ba cái chân dưới này thì để cho các bác mình có thể vặn xoay ở dưới này đấy, mình vặn xoay dưới này để cân chỉnh đấy, cân bằng bằng nước đấy. Con này Tajima thì nó còn khá là mới. Tem vỏ hộp thì đầy đủ ở đây các bác nhé. Có tem vỏ hộp này. Ở trong này thì có cả sách hướng dẫn đầy đủ này. Đấy, vẫn còn sách hướng dẫn của nó đây. Đi kèm theo nó có một cái chân như thế này nữa. Em không rõ là dùng để làm gì. Có thêm một cái miếng như này nữa nhé. Và có hai cái miếng như thế này. Nó có hai miếng như thế này. Thì trong hộp nó là còn nguyên... nguyên như vậy các bác nhé. Đấy. Thì đây, con máy này thì em bán là 1,2 triệu. Con máy này em bán 1,2 triệu các bác. Tất cả hoạt động bình thường. Đấy. Con máy này là 1,2 triệu này. Hộp hiếc này kia đầy đủ. Nguyên bản của nó là như này. Đó. Là K1 là 1,2 triệu. Tiếp theo là K2. K2 thì em lên một cái cây xẻng. Cây xẻng xẻng này gọi là xẻng, nó dòng xẻng đa năng đây các bác nhé, vừa xẻng vừa cuốc luôn. Con này là vừa xẻng vừa cuốc này. Đấy, ở đây thì có một cái chốt vặn thì các bác mình có thể vặn vào như thế này để mình cố định cái lưỡi cũng như là cái đầu này. Đấy, nó rất là gọn. Con này thì có thể gấp gọn lại được các thứ, nó rất là tiện các bác nhé. Đây, cái đầu nó có thể gấp gọn lại như thế này. Đấy, để cho các bác mình dễ dàng thao tác này. Thì cái bản rộng lưỡi của cây này thì nó được là gần 14,5, chiều dài lưỡi thì được 19. Còn về tổng chiều dài thì nó khoảng độ là 64,5 các bác nhé, 64,5. Xẻng thì còn tương đối. Xẻng tương đối. Ở đây thì cũng có logo, có tên mộc các thứ đây. Đó, gì GS đây này. Cán củng con này cũng còn được này. Đấy. Cán cũng còn được. Thì cái mã K2 là 250k, K2. Tiếp theo là K3. Đây. K3 thì em lên một cây kéo tỉa hàng rào. Cái cây K3 này thì cái phần cán này ấy, thì người ta có bị đây, có bị cưa nhẹ một chút như thế này. Nó cũng nông thôi, không sâu lắm. Sử dụng thì vẫn được, còn bác nào kỹ thì mình có thể là như này, em nghĩ là để nguyên cán zin như thế này xài vẫn ok. Cái này kiểu người ta cắt, tính cắt đi hay bỏ đi hay gì đây này. Cái kéo này thì được cái là trên lưỡi mộc truyện đầy đủ này, kéo dòng hai lớp các bác nhé, hai lớp. Đó, da rẻ cái kéo thì còn ok, lưỡi còn rất là bén, rất là tốt. Đó, có mộc truyện các thứ đầy đủ, trên cán cũng còn tem, tuy nhiên cái cán thì hơi bị cắt nhẹ xíu thôi. Thì cái này các bác mình có thể là bác nào khéo tay mình về làm lại cán hoặc để vậy sử dụng vẫn ok nhé, nó không ảnh hưởng. Chiều dài lưỡi được 16 cm, còn tổng chiều dài thì em đo được là 68,5. 68,5.
lưỡi trong lưỡi ngoài cũng còn rất đẹp này, không có bị nhăm mẻ gì các bác nhé. Đây vết dầu của nó đây. Đó. Sáng. Rất sáng này. Thì mã K2 là 200k. À K3 em xin lỗi, K3 là 200. Tiếp theo là K4 này. K4 thì em lên một cây kéo tỉa nữa. Cây này cũng rất là mới. Cây này thì tem mác hai bên này. Đó, tem mác hai bên. Con này tem còn mới này. Cán mới, cán còn nguyên lớp sơn này. Cán mới thì phần lưỡi nó cũng rất là mới rồi. Đó. Rất đẹp các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Ngay cả từ cái khâu vẫn còn đang còn màu sơn đen này. Thì cái chiều dài lưỡi em đo được là khoảng gần 16 cm này. 15,5 cm. Còn tổng chiều dài thì là được 66,5 này. 66,5. Thì cái mã K4 là 220k. Tiếp theo là K5. K5 thì em lên một cây kéo tỉa. Cây này thì nó là dòng thép không rỉ các bác nhé. Thép không rỉ này. Cán cùng khâu chốt cây này cũng còn đẹp. Cán thì vẫn còn nước sơn của nó này. Đó, con này thì dòng tay cầm ngắn. Đó, lưỡi còn rất là khít các bác nhé. Rất là khít. Lưỡi kéo thì tương đối dày. Lưỡi kéo tương đối dày. Cắt tỉa các thứ đấy. Thiết kế cái cán khá là đẹp các bác. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng cây này thì em đo được 17,5. Tổng chiều dài thì là 49,5 cm. 49,5. Mã K5 thì sẽ là 200k. K5. Tiếp theo là K6. K6 thì em cũng lên một cây kéo tỉa nữa. Cây này cũng dòng thép không rỉ. Đó, tay cầm ngắn, khâu cũng là khâu không rỉ này. Ở trên này tem mác đầy đủ này. Tem mác chữ đầy đủ luôn. Nó ARC cái gì đây này. Đó. Tem mác hai bên, khâu chốt đầy đủ. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này được khoảng 13 cm. Tổng chiều dài thì em đo được là 49 cm. 49. Thì mã K6 thì có giá là 170k. K6. K6 170. Tiếp theo là K7. K7 em lên một cái cây cây này nó như một cây đào đất. Cây này thì của hãng có tên hãng là Kubota. Kubota này trên thân cán. Nó cán thì còn rất là chắc nhá, vẫn còn nguyên lớp sơn BU này, không bị nứt vỡ gì. Thẳng tưng, không có bị cong vênh. Lưỡi thì cũng còn ok, lưỡi còn rất là đẹp này. Đó, da rẻ láng mịn nhá. Nó cái này thì bị sét ố bên ngoài thôi. Nó lau đi là nó hết. Con này thì dòng mài một mặt. Khâu chốt đầy đủ đây các bác nhé. Khâu chốt đầy đủ này. Thẳng ok này. Thì cái bảng rộng lưỡi sử dụng, bảng rộng lưỡi sử dụng thì em đo được khoảng 5, gần nó gần 6 cm đấy. Còn chiều dài lưỡi, đây chiều dài lưỡi thì được khoảng 12,5 này. Còn tổng chiều dài cái cây này thì sẽ là được 87 cm. 87 cm. K7 là 150. K7. Tiếp theo là K8. K8 em lên một cây xà beng rổ đinh. Thì cây xà beng rổ đinh này thì nó còn tương đối đẹp. Đấy, một mặt thì để cậy này, không bị nứt vỡ gì các bác nhé. Rất là đẹp. Cái này do bụi thôi, nó bụi bên ngoài thôi, nó không ảnh hưởng gì đâu. Thép thì còn thép rất là dày, cầm rất là đầm tay. Cái đầu chữ V thì còn ok các bác nhé, không bị cong vênh nứt vỡ bất cứ điểm nào. Hàng đẹp này. Đó. Cái cây này em sẽ đo tổng chiều dài đi. Tổng chiều dài của cái cây này nó được là gần 90 cm nhé. Và về phần cân nặng cái cây này thì nó nặng là gần 1,7 kg, nặng gần 1,7 kg. K8 là 250k. K8. Tiếp theo là K9. K9 thì em lên rìu các bác nhé. Bắt đầu lên rìu. Rìu hôm nay về rất là nhiều. Đó. K9 thì có giá là 450k. Thì cái cây này thì nó rất là đẹp này các bác này. Nó dòng 3 lớp và có chữ khắc thủ công, cán zin. Chữ khắc thủ công này. Đó. Chữ khắc thủ công, 3 lớp cán zin, da rẻ cây này cũng còn tương đối đẹp. Đó, bên này láng o mịn. Đó. Ở phần đầu nó thì hơi bị nhăm nhẹ chút như thế này. Đó. Hơi bị nhăm nhẹ chút thôi, nó không ảnh hưởng gì nhiều. Cây này dòng size lớn, cán zin. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 12,5, rất là rộng. Còn chiều cao là 15, đầu rìu thì sẽ dày là 3 cm. Tổng chiều dài cán cây này là được 59,5 cm. Còn về phần cân nặng cây này thì nó nặng là 1,35 kg. Cây này nặng 1,35 kg. Đó, rất đẹp các bác nhé. 3 lớp chữ khắc thủ công này. K9 là 450k.
Tiếp theo là K10. K10 có giá là 380. Thì cây này thì cũng cực kỳ đẹp nha các bác nhé. Con này thì có mộc truyện các thứ đây. Mộc truyện các thứ ok. Đó, lưỡi rìu còn rất đẹp, rất là sáng. Cán zin. Con này cán vẫn còn zin. Ở cán thì đang còn một sợi dây như thế này. Cán thì còn khá là tốt nha các bác nhé. Còn khá là tốt. Thì cái bản rộng của lưỡi sử dụng thì em đo được nó khoảng 11,5 này. Chiều cao, chiều cao là được 13,5. Đầu rìu thì nó dày 2,5 cm, còn tổng chiều dài cán thì là được 38,5 cm, 38,5. Cân nặng thì cái cây này nặng là 900 g. Cây này nặng 900 g. Mã K10 có giá là 380k. Mộc truyện đầy đủ nha các bác nhé. Rất là đẹp. Da rẻ thì láng mịn. Cây này thì bản lưỡi rất là dày. Bản lưỡi còn rất là dày. Đấy, K10 380. Tiếp theo K11. K11 em lên một cây rìu chữ L. Cây này thì có giá 300k. Cây này thì cán cũng ok này. Đó. Rất là đẹp đây các bác nhé. Chữ nghĩa mộc truyện đầy đủ này. Chữ khắc thủ công. Con này thì con này cũng dòng 3 lớp các bác nhé. Dòng 3 lớp này, da rẻ láng mịn. Đó. Cán cùng tay cầm chắc chắn này. Thì cái bản rộng của lưỡi sử dụng cây này em đo được là hơn 10 cm, chiều cao thì là được 12. Còn đầu rìu thì sẽ dày là 2,6 cm. Chiều dài cán thì được 35,5 cm, 35,5 cm. Cân nặng cái cây này thì được 700 g. 700 g. K11 là 300. Tiếp theo K12. K12 thì cũng có giá là 300k. Thì cây này thì da rẻ cây này thì rất là đẹp. Cây này thì cực kỳ đẹp luôn này. Da rất là bóng nha các bác nhé. Da bóng. Đó. Da bóng này. Con này thì mộc truyện đầy đủ này. Chữ mộc truyện chữ nghĩa đầy đủ đây. Đó. Da rẻ cây này thì khỏi bàn rồi. Cây này thì cực kỳ đẹp luôn. Có điều cái cán cây này là bị cắt nhé. Cây này nó bị gãy cán ở đây nên là bị cắt rồi. Các bác mình mua về thì mình tháo ra lấy cái chốt này các bác thay cái cán mới. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 10,5 cm. Còn chiều cao là được hơn 12. Đầu rìu thì sẽ dày được là 2,5 cm. 2,5. Thì mã K12 có giá là 300k. Cái cây này thì em cân nó cũng nặng khoảng 700 g này. Cả cán như thế này nặng 700 g. K12 là 300. Tiếp theo là K13 có giá là 330. Cây K13 nó sẽ là một cây rìu tay voi. Cây này thì có chữ khắc thủ công các cái đầy đủ đây các bác nhé. Da rẻ láng mịn. Cây này cực kỳ đẹp luôn. Đó, da hai mặt này rất là đẹp, rất là sáng. Cây này thì cán còn ok. Cán còn ok. Bản rộng lưỡi sử dụng bản rộng lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 10,6 cm. Chiều cao là được hơn 11, đầu rìu thì sẽ dày 2 cm. Tổng chiều dài cán cây này thì được 39,5, 39,5. Con này thì khá là đẹp này. K13 là 330, K13. Tiếp theo K14 cũng có giá là 330k. Thì cây này da rẻ đây các bác có thể thấy. Đó, rất là đẹp. Ở đây có chữ khắc thủ công. Đó, có chữ khắc thủ công. Da rẻ láng mịn. Cây này ok các bác nhé. Cán kiếc này rất là thẳng. Cán thẳng chắc chắn. Đó. Chiều dài bản rộng của lưỡi sử dụng cây này được 11, chiều cao thì sẽ được 13, còn đầu rìu thì sẽ dày là 2,3. Tổng chiều dài cán cái cây này thì em đo được là 33 cm, 33 cm. Về phần cân nặng cây này thì em cân là 800 g, 800 g. K14 là 330. Tiếp theo là K15. K15 thì em lên một cây rìu nữa. Cây này thì dòng 3 lớp và có mộc truyện các thứ đầy đủ đây. Đó, mộc nó có truyện hai bên. Thì cái dấu truyện nó thì sẽ là như thế này. Đó, và có những cái cắt tia như thế này người ta đóng xuống. Con này thì hàng rèn thủ công tuyệt đối rồi các bác nhé. Hàng rèn thủ công tuyệt đối rồi. Cán kiếc là ok này. Cán cũng ok. Con này thì bản rộng lưỡi cây này thì là được 7 cm. Chiều cao là được 16,5, đầu rìu thì sẽ dày 2 cm. Nó ở phần giữa này nó sẽ rộng nở ra được 2,5 cm này. Đó, 2,5 cm. Lỗ cho cán các cái ok. Thì con này về phần cân nặng ấy thì nó nặng là 900 g các bác nhé. 900 g. Thì K15 có giá 250. Tiếp theo là K16. K16
em lên một cây rìu, cây này dòng rìu chữ L, dáng khá là đẹp đây các bác nhé, dáng rất là đẹp, tay cầm khâu chốt thì chắc chắn rồi các bác nhé. Đó, chốt zin, cán zin, cán zin, chốt zin. Con này thì da rẻ láng mịn, đó, da rẻ láng mịn này. Con này thì nó không có chữ nhưng mà da rẻ láng mịn và cái hàng gần như là tương đối là mới các bác nhé, nó tương đối là mới này. Đó, các bác mình có thể thấy rất là đẹp. Cái chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này em đo được 11 này, chiều cao thì được 12,3. Đầu rìu dày 2,8 cm. Về phần cân nặng, cái cây này sẽ là nặng 750 g, còn tổng chiều dài cán thì được 33 cm. 750 g. K16 là 300. Tiếp theo là K17. Có giá là 350 k, K17 này. Thì K17 là một cái cây rìu, cây này nó dòng nana, vừa nó vừa lai tay voi vừa lai chữ L này. Đó, nhưng mà cái dáng này thì độ chặt các thứ nó khá ổn định. Con này thì mộc triện các cái là đầy đủ đây các bác nhé, mộc triện các cái đầy đủ. Đó, mộc triện các cái đầy đủ đây. Cán zin, con này cán zin luôn. Da rẻ láng mịn, con này rất là đẹp. Hôm nay về rất là nhiều rìu đẹp các bác nhé. Đó, cái đầu của nó đây, ở trên đầu này người ta cũng gõ này, nhưng mà tuy nhiên nó không bị nhiều đâu. Đầu vẫn còn gần như là sử dụng rất là ít. Họ sử dụng rất là ít. Chiều bản rộng lưỡi được 10,5, chiều cao thì được gần 13, đầu rìu thì dày 2,8 cm, còn chiều dài cán thì được 32,5 cm. Cán thẳng. Tra cán có nêm sắt các thứ đầy đủ đây. Thì là K17 350. Về phần cân nặng cây này thì nó được 700 g. K17 là 700 g, 350 k. Tiếp theo là K18. Thì em lên một cái cây rìu chặt. Cây này thì có mộc triện này. Đó, có mộc triện ở đây. Ở đây thì có một vài cái số này. Con này thì ba lớp, lộ tra cán ô vang, hàng dẻ thủ công. Đó, ba lớp này. Cán củng là chắc chắn các bác nhé. Con này chặt cây bổ củi ok. Bản rộng lưỡi thì được 7,5. Chiều cao em đo được là 13, còn đầu rìu thì sẽ dày là 2,6. Còn tổng chiều dài cán cây này thì được là 48,5. K18 là 300, K18. Tiếp theo về phần cân nặng thì con này nó nặng là 900 g nhé, lưỡi cán là 900 g, K18 là 300. Tiếp theo là K19, có giá là 450 k. Thì K19 thì lên một cây rìu chữ L. Cây này thì dòng bản lớn và chữ khắc thủ công này, chữ khắc thủ công. Cây này thì còn khá là đẹp, da rẻ các bác có thể thấy láng mịn sáng này, không có bị rỗ bị đen. Đó. Cây này ok các bác nhé. Cán còn cán zin. Đó. Cán kiếc là đẹp này. Bản rộng chiều dài lưỡi, bản rộng lưỡi sử dụng cây này thì nó được 12, chiều cao thì sẽ được 14, còn đầu rìu thì sẽ dày là 2,8 cm. Về phần cán sẽ dài được là 36,5. Về phần cân nặng ấy thì em cân nó là 900 g. Cây này nặng 900 g. Tức là cái cán thì ngắn thôi, nó nặng phần lưỡi là chính. Đó, cán ngắn thôi. Ở đây thì cây này thì cái phần cán này nó cũng kiểu như em đóng chốt vào đây này, đóng cái chốt sắt vào đây. Thì nó cái chốt nó hơi dài ấy, thì thành ra nó bị tét ra một miếng như thế này. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng nhé, em cũng đã nêm keo các thứ rồi. Nên các bác mình mua về là sử dụng thôi, nó cũng không ảnh hưởng đâu. Đó. Con này da rẻ đẹp, chữ nghĩa đầy đủ này. K19 là 450. Tiếp theo là K20. K20 giờ đến cái dòng dao rừng nha các bác nhé. Dao rừng, dao chặt các thứ này. Hôm nay có rất là nhiều dao đẹp. Thì K20 thì em lên một cái cây dao đi rừng. Cây này thì dòng mài một mặt, hai lớp thép. Đấy, cán kiếc là cán củng là tay cầm khâu chốt đầy đủ này. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này được 18, còn bản rộng của nó thì được 5,3. Sống dao thì em đo nó dày khoảng độ là 6,5 ly, gần 7 ly ấy, 6,5 ly, gần 7 ly. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này thì là được 36 cm. K20 là 300, K20 rất là đẹp các bác nhé. Da rẻ láng mịn ok, không có bị đứt rỗ gì. K20 là 300. Tiếp theo là K21. K21 em lên một cây dao chặt nữa. Cây này cũng rất là đẹp đây các bác nhé. Do lúc em bôi dầu, nó gió nó thổi bụi vào ấy, thành ra nó bụi nó dính vào cây dao đây này. Mà bôi dầu nó chống rỉ các bác.
nên là nó bị gió, nó gió bụi ấy. Con này thì cán cũng là zin này, ở trên cán thì đang còn tem, tuy nhiên tem thì cũng đã cũ rồi các bác nhé, không còn nhìn thấy gì nữa. Đó, nó vẫn còn lớp tem như thế này. Đấy, cán kiếc là ok này. Con này chữ nghĩa đầy đủ, mộc truyện này, mộc truyện chữ nghĩa đầy đủ. Đó, hai mặt này, láng mịn. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này thì được 18,5, bản rộng của nó sẽ được là 5,3. Sống lưng cây này dày 7 ly, 6 ly, sống lưng dày. Sao lại 6 ly nhìn dày. Đây là 6,5 ly nhé, 6,5 ly. Đó, còn tổng chiều dài lưỡi cán cái cây này thì sẽ được là 36,5. Rất là đẹp các bác nhé. Bác nào khéo tay về làm thêm cái hộp nữa thì con này rất là vip. K21 là 350. Tiếp theo là K22. K22 em lên một cái cây, cây này rèn thủ công, cây này thì không, cây này rèn thủ công từ cái khâu của nó các bác có thể thấy này, khâu thủ công các bác nhé. Tay cầm khâu chốt là chắc chắn này, đầy đủ, không bị nứt vỡ bất cứ điểm nào. Đó, con này rất là đẹp. Con này tiếc rằng một điều là nó không có chữ. Đó. Cũng hai lớp thép các bác nhé, mài một mặt. Chiều dài lưỡi được 17, con này chiều dài lưỡi 17, còn bản rộng phần tay cầm sẽ 3,5, ở đầu ngoài này sẽ là gần 5 cm này, gần 5 cm. Chiều dài lưỡi cán cây này được 33 cm. K22 là 250k. Và phần cân nặng cái cây này thì đây để em cân cho nó cụ thể ra. Nó nặng là 450g. Cây này nặng 450g, K22 250. Còn cây K21 này thì lúc nãy thì em chưa cân, nó nặng là 550g này, K21. Còn K20 thì nặng là hơn 500g một chút, K20. Tiếp theo là K23. K23 em lên một cái cây dao chặt. Con này thì mài hai mặt, dòng dẹt thủ công các bác nhé, rèn thủ công hai mặt và có chữ khắc thủ công các cái đầy đủ này. Tay cầm chốt trước ok các bác nhé, tay cầm cán chốt trước ok này, cán không nứt vỡ gì. Đó, ở đây thì có xẻ ra, em có nêm keo vào rồi các bác nhé, đây em đã nêm keo vào rồi. Đó, con này thì da dẻo ok, lưỡi dao sáng. Đó, ở đây có một cái đường vân đâu nhỉ, đây do bụi nó vào này các bác này. Đấy, nó bụi nó vào ấy. Con này thì các bác mình mua về chặt cây rồi chặt cây các thứ, chặt chân giò gà vịt các thứ ok các bác nhé, rất là đẹp. Tổng chiều dài cây này sẽ được 50, còn chiều dài của lưỡi sử dụng cây này thì nó được khoảng độ là 27 cm, chiều dài lưỡi sử dụng 27 cm. Bản rộng ở đầu phần tay cầm ấy thì bản rộng đầu ngoài sẽ được 6 cm, còn cái bản ở trong này thì sẽ được 4,2. Sống lưng cây này thì em đo được nó dày tới 7 ly các bác nhé. Sống lưng là dày 7 ly. Còn về phần cân nặng ấy, thì cây này nặng là 750g. 750g, chữ khắc thủ công đầy đủ này, da dẻ ok các bác nhé, không nứt vỡ, không có bị cong vênh nứt vỡ gì. Thì là K23, có giá là 1 triệu. Tiếp theo là K24. K24 thì em lên một cái cây dao chặt đi rừng. Cây này thì dòng mài một mặt, hai lớp này. Đó, con này thì có chữ nghĩa các cái đầy đủ mộc truyện này. Chiều dài lưỡi sử dụng được 15,5, bản rộng phần giữa sẽ được là 4,7 cm. Về phần sống dao dày là 6,5 ly, tổng chiều dài lưỡi cán em đo được là 31,5 này. Con này thì về phần cân nặng nó được 450g. Thì K24 là 270. Tiếp theo K25. K25 thì em lên một cái cây dao chặt. Con này thì mài hai mặt, ba lớp thép và có mộc truyện chữ nghĩa đầy đủ này. Đó, con này thì hàng tương đối là mới, họ sử dụng rất ít nhé. Những cái đường rãnh đây này, trên đầu này cũng có một vài cái vết đập thôi, tuy nhiên nó không nhiều, nó rất là ít thôi. Đấy, da rẻ con này thì tương đối đẹp, cán cũng này kia ok các bác nhé. Cán kia con này là ok này các bác này. Đó, cán zin và lưỡi dao đây. Về phần cân nặng cái cây này thì nó nặng là 700g, em cân nó nặng 700g. Bản chiều dài lưỡi sử dụng 14, còn bản rộng của nó là được 7,4 cm. Sống lưng dày 8 ly, sống lưng dày 8 ly. Đó, cán kia rất là đẹp nhé, cây này rất là đẹp. Thì K25 có giá là 350k. Tiếp theo là K26.
K26 em lên một cây dao đi rừng. Cây này thì dòng dẹt thủ công, mặt này thì có mộc triện, dòng này thì nó là mài một mặt và hai lớp, nó hai lớp mài một mặt. Tay cầm khâu chốt đầy đủ các bác nhé, tay cầm khâu chốt đầy đủ này. Chiều dài lưỡi sử dụng 18,5, bản rộng của nó thì sẽ được là 5,7. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này là được 36. Về phần cân nặng thì là được 700 g. Còn sống lưng là dày 7 ly các bác, sống lưng dày 7 ly. K26 là 300. Tiếp theo là K27. K27 em lên một cái cây dao chặt đi rừng. Cây này thì rèn thủ công, mài một mặt hai lớp các bác nhé, và có chữ khắc thủ công này. Tay cầm khâu chốt đầy đủ luôn. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được 20 cm, bản rộng của nó là được 4,6. Sống lưng dày là 6,5 ly, gần 7 ly. K27 là 300. Tiếp theo là K28. K28 em lên một cái cây dao hộp. Con này thì hàng chuyên đi rừng các bác nhé. Dao hộp này. Con này là hộp, ở trên hộp thì có chữ IMK. Đó, cái hộp họ làm khá là tinh tế đây các bác nhé. Đó, khá tinh tế, hộp thì còn đẹp. Cũng không có bị cong vênh hay nứt vỡ gì. Trên hộp thì có chữ này. Trên hộp có chữ này. Và cái cây dao này thì đặc biệt, cây này thì bề mặt này, đó, vẫn còn nguyên lớp RAM. Còn nguyên lớp RAM kháng vỉ. Đó, có chữ IMK. Hàng tương đối mới các bác nhé, tương đối mới. Con này thì hai lớp này, con này dòng hai lớp này, mài một mặt hai lớp. Thì chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được là gần 17 cm, tổng chiều dài lưỡi cán em đo được là hơn 33 cm một chút. Bản rộng phần ở đầu ngoài ấy thì sẽ được 5,3, ở trong phần tay cầm thì sẽ được là 3,7. Sống lưng cái cây này thì em đo ở đầu phần tay cầm sẽ được 7 ly, đi ra đầu ngoài này thì sẽ được còn 6 ly. Đó. Đi kèm theo có vỏ hộp đầy đủ như thế này. Đó. Thì K28 là 400k. Tiếp theo là K29, thì em lên một cái cây dao. Con này thì chuyên phát rẫy đồ này kia, phát cỏ rại bờ danh bờ rậu các thứ thì khá ok, hoặc là chặt dừa mía các thứ các bác nhé. Con này thì cũng hàng rèn thủ công đây, nó rất là nhiều lớp thép này các bác này. Con này rất là nhiều lớp thép. Đây các bác mình có thể thấy nó rất là nhiều lớp thép các bác nhé. Đó. Như mặt bên này cũng vậy này. Do em bôi dầu kháng rỉ ấy, nó hơi nhiều. Nó rất là nhiều lớp thép, thì ở giữa có một lớp lõi. Cán zin. Cái cán zin. Cán còn khá mới. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 13,5. Bản rộng của nó thì được 4,5 này, 4,5. Sống lưng thì khá là dày, 7 ly các bác nhé, dày 7 ly. Thì K29 là 280, K29. Tiếp theo là K30. K30 thì em lên một cái cây dao. Đây. Để bôi nhiều dầu xong rồi gió bụi ấy. Tiếp theo thì em lên một cây dao Kuri. Con này là dòng Kuri, con này thì mài hai mặt. Đó, con này thì dòng các bác mình mua về có thể là sưu tầm và đi chơi đi rừng các thứ, sinh tồn các thứ ấy. Tức là mình đi rừng gọt hoa quả trái cây, chặt cây, gọi là chặt cây kiếc rồi gà vịt các thứ là ok các bác nhé. Đó. Con này thì khá là đẹp này các bác này, da rẻ láng mịn. Chữ khắc thủ công các kiểu đầy đủ nhá. Con này chữ khắc thủ công, hàng rèn thủ công. Thì chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này là được nó khoảng độ 26 cm. Tổng chiều dài lưỡi cán là được 49. Bản rộng của nó được 5,5. Ở chỗ gần phần tay cầm gần 4 cm. Sống lưng cây này thì đạt là 7 ly. Sống lưng dày 7 ly ấy. Đó, sống lưng dày 7 ly đây các bác nhé. Rất là dày. Rất là dày, mài hai mặt. Dáng dao ok các bác nhé. Thì là cái K30. Đó, K30 là các bác nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin gọi điện, em sẽ báo giá cây này các bác nhé. Đó, K30. Tiếp theo là K31. K31 em lên một cái cây dao Thái. Con này thì tay cầm chốt thì bằng đồng đỏ các bác nhé. Chốt đồng đỏ.
giờ có mộc triện chữ nghĩa đầy đủ này, nó da rẻ các thứ này. Cây này cũng là dòng 3 lớp nhá, cây này dòng 3 lớp này. Đó, bôi dầu xong nó bị bụi các bác thông cảm. Đây giờ em phải ấy lau đi này. Đó, da rẻ lau đi rất là sáng đây các bác nhé, da rẻ này. Đó, hàng rèn thủ công. Thì ở trong này thì nó sẽ dày là 3 ly. Đấy, mỏng dần ra đầu ngoài còn 1,4 ly thôi, 1,4 ly. Đó. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng cây này thì là được 30 29, bản rộng của nó thì là được 8,2. 8,2. Thì là K31 là 450, K31. Những cái cây này thì nó rất là ít hàng các bác nhé, nhất là những cái cây khâu đồng là sản phẩm chất lượng cao. Đó. Thì K31 là 450. Con này nguyên bản này, nguyên bản. Tay cầm chốt chiếc là ok. Đó. K31 là 450. Tiếp theo là K32. Thì em lên một cái cây dao bào. Con này thì mài một mặt là hai lớp. Mặt bên này có chữ này, mặt bên này thì cũng có chữ khắc thủ công. Hai bên tay cầm. Con này các bác mình có thể về chế cháo thành cây dao rừng. Vì cái cây này mà chế thành cây dao rừng thì rất là vip, lưỡi nó dài 24, còn bản nó rộng là 4,2. Sống lưng là em đo là dày 6 ly. Sống lưng dày 6 ly. Đó, da rẻ cây này còn ok. Đó, ở đây thì có một vài cái vết 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 nó bị rạn nhỏ thôi, nó không ảnh hưởng gì. Quan trọng lớp ghép bên mặt bên đây này, nó bóng sáng này, nó không ảnh hưởng các bác nhé. Thì K32 có giá là 300k, K32. Tiếp theo là K33. K33 em lên một cái cây dao chặt. Cây này thì dòng dao chặt nhỏ thôi, còn này thì các bác mình chủ yếu là mang đi chơi đi câu các thứ đó, dùng gọt hoa quả trái cây hoặc là chặt nhẹ nhẹ thôi. Thì ở trên này thì có tên của hãng này, đó, có tên của hãng, cán cùng khâu chốt là vẫn còn ok các bác nhé. Chiều dài lưỡi cây này được 15, còn bản rộng của nó được 3,2. Sống lưng thì em đo nó khoảng độ 4,5 ly, 4,5 ly. Thì K33 là 230, K33. Tiếp theo là K34. K34 em lên một cái cây dao chặt, con này thì hàng 3 lớp. Đó. Con này thì nó là hàng 3 lớp và đây ạ. Cái dáng dao cây này thì người ta nó làm nó hơi cong cong một chút các bác nhé. Đây nó hơi cong xuống một chút như thế này. Đó, cái lưỡi nó hơi cong nhẹ một chút, mài hai mặt này. Thì chiều dài lưỡi là được 18, bản rộng của nó thì được 2,5. Bản rộng 2,5, bản rộng 2,5. Sống lưng cây này thì được là 6,5 ly, 6,5 ly. K34 có giá là 200k, K34. Tiếp theo là K35. K35 thì em lên một cái cây cây này thì các bác mình mua về dùng để thái lọc các thứ đều ok các bác nhé. Cây này là thái lọc các thứ đều ok, cây này cũng sản phẩm cao cấp này. Có điều ở mặt này có chữ nhưng mà đã bị kiểu chữ người ta, cái mộc nó rất là nông thì người ta cái này khi em mua về là người ta đã mài sẵn rồi, tức là người ta đã mài cái lưỡi sẵn rồi, nó bị bay cái mộc đi rồi các bác nhé. Tức là khi về cái mộc nhìn nó rất là mờ, nó rất là mờ đó, thì thành ra là kiểu người ta cái mài cái mặt này này nên nó bị bay đi. Còn tay cầm khâu chốt các thứ đây, con này chốt chiếc còn tay từ tay cầm đến khâu là còn nguyên zin, khâu đồng này, đồng rất là dày, đồng dày 1,5 ly. Đó. Con này thì nó mài một mặt hai lớp các bác nhé, nó mài một mặt hai lớp, lớp thép ghép là rất là dày, nó dày họ ghép lên tới đây này, đấy, các bản bản thép ghép lên tới tới đây, tức là sát cái mũi dao như này, thì cái phần thép ghép này còn rất là dày các bác nhé. Cái chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này là được 23,7, 23,7, còn bản rộng phần tay cầm sẽ là 3,5. Sống dao cái cây này thì em đo được cái độ dày của nó sẽ là 3,8 ly. Sống dao dày 3,8 ly, dáng dao rất là đẹp nha các bác nhé. Cái này thì mà các bác mình có thể làm cho nó một cái vỏ hộp thì được khá là vip. Thì cây K35 có giá là 450 các bác, 450k K35. Con này có mộc triện thì đẹp quá. Tiếp theo là K36. K36 thì em lên một cái cây dòng cây này dòng dao găm các bác nhé. Đây. Nó là dòng dao săn, gọi là dòng dao săn này. Con này thì đây tay cầm thì sẽ bằng nhựa. Tay cầm bằng nhựa này, đằng đuôi nó thì có một cái ấy như thế này, người ta làm nó kiểu nó như thế này. Đây các bác. Có cây này thì hàng cũng đã qua sử dụng, ở phần đầu thì có một vài cái vết nhăm nhẹ như thế này.
Đấy, lưỡi thì đã được mài bén rồi các bác nhé, lưỡi đã được mài bén rồi này, thép thì cực kỳ cứng luôn. Đó, con này thì nó đúng là có vỏ hộp ấy, nhưng mà con này đã bị mất vỏ hộp rồi, nó chỉ còn mỗi cây dao không thôi. Thì con này là dòng thép không gỉ luôn các bác nhé. Chiều dài lưỡi sử dụng được gần 16 cm, bản rộng của nó thì được 3,5. Sống lưng cây này thì được dày 5 ly, sống lưng dày 5 ly. Lưỡi tổng chiều dài lưỡi cán là 31 cm. K36 là 450k. Con này thì cầm khá đầm tay, nó nặng là 350g này. Đó, K36 là 450. Tiếp theo là K37. K37 em lên một cái cây dao. Cây này thì cái lưỡi của nó thì cái thép sẽ là thép giấy xanh các bác nhé. Con này thép thì là thép giấy xanh. Đó. Ở đây thì người ta làm cán và ở đây có một cái miếng đồng đỏ này. Đồng đỏ chốt bằng đồng này. Cán zin. Cán người ta ốp gỗ hai bên nhé. Cán này ốp gỗ hai bên. Còn đây là rèn thủ công và thép xanh luôn nhé các bác nhé. Tại vì khi em mài thì em biết con này là thép thép nó là thép giấy xanh. Đó, rèn thủ công. Thì con này thì các bác mình cũng có thể dùng gọt hoa quả trái cây này. Đó, hoặc là dùng để ghép cây, ghép cành các thứ. Chiều dài lưỡi cái cây này thì em đo được là khoảng 12 cm. Bản rộng nó là được 3,2. Sống lưng cái cây này thì nó được 2,1 ly. Rất là bén, cây này cực kỳ bén luôn. K37 là 230. Tiếp theo K38 thì em lên một cây đề ba. Thì con đề ba này thì cũng hàng rèn thủ công và có chữ nghĩa mộc truyện đầy đủ này. Đó, da rẻ cây này cũng còn ok, mài một mặt hai lớp thép, khâu đồng. À, tay cầm thì có chữ. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 16 và bản rộng của nó thì được 4,8. Độ dày ở phần tay cầm sẽ là 9 ly và mỏng dần ra ngoài các bác nhé. Thì K38 là 300k. K38 300k. Tiếp theo là K39 thì em lên một viên đá mài. Viên đá này cũng hàng đá tự nhiên. Đây đá tự nhiên. Natura gì đây này, Topa. Đá Topa gì ấy, tự nhiên. Thì các bác mình có thể mua một viên này về để các bác mình mài mài mịn các bác nhé. Mình dùng để mài mịn, tức là mài thô xong các bác mài mịn. Đá tự nhiên bao giờ xài rất là tốt. Chiều dài của nó được 15, còn bản rộng thì được 5 cm, độ dày là được 3 cm. Cái viên đá K39 này thì em bán là 120k. Tiếp theo là K40. K40 thì em lên một cái cây dao chặt. Cây này thì mài một mặt, nó là hai lớp rèn thủ công, mài một mặt hai lớp rèn thủ công. Ở sống lưng thì có lượn lượn sóng như thế này. Đó, tay cầm khâu chốt con này thì cũng còn ok các bác nhé, còn rất là chắc chắn. Đó. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này thì em đo được là 21,5, bản rộng của nó thì là được 4 cm. Sống lưng thì nó dày khoảng độ là gần 5 ly, sống lưng dày 5 ly. Thì K40 có giá là 350k, lưỡi dài. Cây này nó nặng được là 400g các bác nhá, nặng 400g. Cán này tương đối thẳng, dáng dao khá là đẹp. Đó, K40 là 350. Da rẻ cây này thì bị ám thôi, chứ còn da thì rất là mịn, không bị rỗ. K40 350. Tiếp theo là K41. K41 thì em lên một cái cây dao chặt đi rừng. Con này thì mài một mặt hai lớp thép và có mộc triện chữ nghĩa đầy đủ này. Đó, tay cầm khâu chốt ok, dáng dao thì khá là thẳng. Đó, con này thì lưỡi bản khá là rộng và lưỡi dài nữa. Chiều dài lưỡi sử dụng được 19,5, bản rộng của nó thì sẽ được 5 cm. Sống lưng cây này thì dày 6 ly. Đặc biệt cây này họ khá là ít sử dụng này, trên sống dao là vẫn còn gần như là nguyên bản. Đó, lưỡi dao thì rất là đẹp đây các bác nhé. Đó, cây này thì gần hàng gần như nguyên bản này, rất là đẹp này. Mặt sau mộc chữ nghĩa mộc truyện đầy đủ. Cái cây này thì em cân nó nặng là 550g này. K41 là 400. Tiếp theo là K42. K42 thì em lên một cái cây dao. Con này thì chữ nghĩa mộc truyện đầy đủ. Đặc biệt con này là dòng thép giấy xanh. Nó dòng thép giấy xanh và lưỡi rất là dài, lưỡi nó dài tới 22,5 này. Đó, hàng rèn thủ công, mài một mặt hai lớp thép. Đó, ở trên dao thì ghi là 22,5 nhưng đo thực tế thì cái lưỡi nó tới 23 cm này. Đó, lưỡi dài 23. Còn về bản rộng thì sẽ được là 5,1 cm. Sống lưng cái cây này thì em đo ở phần đầu tay cầm là dày 6,5 ly. Đi ra đầu ngoài này thì dày 5,2 ly. Đó, thép giấy xanh nhé các bác nhé, thép giấy xanh mộc truyện đầy đủ. Tay cầm ok này, tay cầm khâu chốt zin nguyên các bác nhé. Con này zin nguyên, con này có vỏ hộp nữa thì rất là chất.
K42 có giá là 700. Cái dòng thép dây xanh các bác biết rồi, giá trị nó khá là cao. K42 là 700 mà lưỡi dài như này rất là hiếm hàng các bác nhé. K42 là 700k. Tiếp theo là K43 thì em lên một cái cây chặt gà chặt vịt, cây dao chặt, con này thì thái chặt các thứ ok các bác nhé. Hàng rèn thủ công này, chữ nghĩa mộc truyện đầy đủ đó. Con này chữ nghĩa mộc truyện đầy đủ đây các bác nhé, chữ nghĩa mộc truyện đầy đủ này đó, dao rất là đẹp, con này còn khá ok các bác nhé. Chiều dài ở đây, ở phần đầu nó thì có một vài cái vết rỗ nhẹ nhẹ thôi, nó không ảnh hưởng gì đâu. Đây còn cả cây dao thì nó sẽ như thế này đó, ở phần đầu nó chỉ đây, ở đây này nó có một vài vết rỗ li ti nhỏ nhỏ thôi đó. Con này thì nó không được mịn hẳn các bác nhé, nó không được mịn hẳn, nó có một vài vết rỗ li ti nhỏ nhỏ như thế này, mài hai mặt. Thì cái chiều dài của lưỡi sử dụng được 23, còn bản rộng của nó thì được 8,2. Sống lưng cây dao này ấy, thì em đo là nó dày trung bình khoảng 3,6 ly. Về phần cân nặng ấy, thì nó sẽ nặng là 600g nhé các bác, 600g. Phù hợp các bác mình thái cũng như là chặt gà vịt này, chữ nghĩa mộc truyện đầy đủ. Đó. Chữ nghĩa mộc truyện đầy đủ đây các bác nhé. Cây K43 thì có giá là 800k, K43. Tiếp theo là K44. 44 thì em lên một cây Nakiri, con này thì 3 lớp rèn thủ công và có chữ nghĩa đầy đủ này, da rẻ cũng còn tương đối đẹp. Đó, con này thì đã mài tách lớp. Thì chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 16,5, bản rộng của nó được 4,8, rèn thủ công, dày ở trong và mỏng dần ra đầu ngoài. Thì cây K44 này có giá là 250k, khá là đẹp đây các bác nhé. Đó, khá là đẹp. K44 là 250. Tiếp theo là K45, lên một cây Nakiri nữa, cây này cũng 250k, cây này thì bản còn khá là rộng. Thì chiều dài lưỡi cây này được 16,5, bản rộng của nó được 5,1 và dày ở trong và mỏng dần ra ngoài các bác nhé. Còn con này thì cũng có chữ khắc thủ công các cái đầy đủ này. Đó, chữ khắc thủ công đầy đủ, tay cầm khâu chốt vẫn còn tương đối đẹp. Thì cây K45 là 250k. Tiếp theo là K46 thì em lên một cái cây dao đề 3. Con này thì có chữ khắc thủ công, mài một mặt, hai lớp thép. Đây các bác. Con này thì da rẻ còn tương đối đẹp nha các bác nhé. Đó. Chữ khắc thủ công này, nó hơi mờ một chút các bác nhé, nó hơi mờ một chút. Khâu đồng đỏ, tay cầm thì có chữ này. Đó. Chiều dài lưỡi sử dụng thì được 16, bản rộng của nó thì được 5 cm. Sống lưng cây này ở phần tay cầm thì độ dày của nó là 7,3 và mỏng dần ra ngoài các bác nhé. 7,3 mỏng dần ra ngoài. Thì K46 có giá là 300k. Tiếp theo là K47. Em lên một cây đề 3 nữa. Con này thì cũng có chữ khắc thủ công. Chữ khắc thủ công, tay cầm khâu các thứ là đầy đủ này, mài một mặt hai lớp thép này. Mài một mặt hai lớp thép. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 15, bản rộng của nó phần tay cầm thì sẽ là 4,6, rèn thủ công, dày ở trong và mỏng ngoài. K47 là 300. Cái độ dày ở phần tay cầm sẽ là 7,4 nhé, rất là dày. K47 là 300. Tiếp theo K48, em lên một cây sashimi, cây này thì khá là VIP, tay cầm khâu bằng sừng nha các bác nhé. Con này khâu sừng và khâu còn khá là mới, khá là đẹp này. Da rẻ con này khá là mịn, mài một mặt hai lớp thép này, có chữ khắc thủ công các thứ đầy đủ đây các bác nhé. Chiều dài lưỡi sử dụng thì được 20 cm, bản rộng của nó thì được 2,6. Sống lưng cái cây này ấy, thì em đo được nó là dày 2,6 ly, khâu sừng nha các bác. Cây K48 thì có giá là 300. Tiếp theo là K49 có giá là 230k, em lên một cây sashimi, con này thì cũng mài một mặt này và mộc truyện đầy đủ, tay cầm ở phần khâu thì đang còn tem, tay cầm vẫn còn ok các bác nhé, không bị nứt vỡ gì, khâu bằng nhựa. Đó, da rẻ con này cũng còn đẹp này. Đó, da rẻ còn rất là đẹp. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo nó chiều dài lưỡi sử dụng là 20, bản rộng được 3 cm. Sống lưng cây này thì khá là dày, 2,7 ly các bác nhé, dày 2,7 ly. K49 là 230k. Tiếp theo là K50. K50 em lên một cái cây đề 3, con này thì cực kỳ VIP. Con này thì lưỡi dài và con này lưỡi dài, hàng rèn thủ công và có chữ khắc thủ công này. Nó chỉ hơi mờ một chút thôi các bác nhé.
hơi mờ chút thôi. Con này thì hàng dòng, nó là dòng hàng hệ luôn. Thì tay cầm thì bằng gỗ, khâu bằng sừng đấy các bác nhé, khâu bằng sừng và rất là dày. Ở đây thì có bị ăn nhẹ một chút này, nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Quan trọng nhất vẫn là phần lưỡi, đúng không ạ? Quan trọng nhất vẫn là phần lưỡi. Thì cái phần lưỡi của cây này ấy, thì em đo là chiều dài lưỡi được 21, bản rộng của nó được 5 cm, bản rộng 5 cm. Về phần độ dày ở phần tay cầm ấy, 9,3 ly, và mỏng dần ra đầu ngoài sẽ được 4,3 ly. Đây lớp thép ghép của nó đây, nó ghép tới đây luôn các bác nhé. Thì lớp thép ghép còn rất là dày. Lớp thép ghép của cây này ấy, thì em đo là còn được khoảng 4 cm cơ, nó dày gần 4 cm nữa cơ. Đó, con này dùng thì không biết bao giờ mới hỏng được này. Còn nó hơi bị mờ cái chữ, thì thành ra có bác mà biết tên hãng hùng này kia thì cũng khó đọc. Đó, nó hơi bị mờ mất cái chữ một chút các bác nhé. Thế cây K50 thì có giá là 650k. Các cái dòng đề ba mà lưỡi mà 21 như này thì nó khá là hiếm hàng, nhất là khâu sừng nữa các bác nhé, thì giá trị nó rất là cao. Thì K50 là 650k. Tiếp theo là K51. Em lên một cây đề ba. Con này thì tay cầm gỗ, khâu thì bằng nhựa. Và con này thì mặt sau thì có hai cái chữ mộc triện như thế này. Có mộc triện như thế này. Con này mài một mặt hai lớp thép. Mài một mặt hai lớp thép này. Lớp thép ghép thì ghép lên tới mãi đây nhé các bác nhé. Nó ghép lên mãi đây cũng còn rất là dày. Và con này bản rất là dài. Con này bản lưỡi dài và dao còn rất là đẹp. Chiều dài lưỡi được 23. Còn bản rộng của nó là 4,2. 4,2. Con này cũng dòng rèn thủ công. Và độ dày ở phần tay cầm là 5,6 ly. Đi ra đầu ngoài này mỏng được 3,3 ly các bác nhé. Đó. Đây các bác. Dao còn sáng còn đẹp các bác nhé. Thì là K51 thì có giá là 450k. K51. Tiếp theo là K52. Em lên một cái cây dao gọt hoa quả trái cây. Con này thì đó. Đây các bác này, chữ nghĩa mộc triện đầy đủ, tay cầm khâu chốt ok này. À, có ốp gỗ hai bên và có hai chốt đồng. Đó. Thì chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây Betty này em đo được là gần 15 cm, bản rộng của nó là được 2,7. Sống lưng cây này dày khoảng độ là 1,5 ly các bác nhé, nó dày 1,5 ly. Thì K52 là 150k. Tiếp theo là K53. 53 thì em lên một cây Giotto. Cây Giotto này thì cũng còn tương đối đẹp các bác nhé. Da rẻ cây này thì bị ám thôi, nhưng nó không bị, nó không có bị rỗ các bác. Cái bề mặt nó không bị rỗ. Thép thì cũng còn rất là tốt. Bản lưỡi cây này khá là dài. Tay cầm khâu chốt cây này ốp gỗ hai bên, ốc chốt các thứ đầy đủ này. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này em đo được là 28,5 cm, bản rộng phần tay cầm là 4,5. Sống lưng cây này nó dày khoảng độ là, nó dày 1,6 ly các bác. Dày 1,6 ly. Thì K53 có giá là 350k. K53 cây Yoto. Tiếp theo cây K54 thì em lên một cây nữa. Đây cây này thì có chữ nghĩa mộc triện đầy đủ. Và da rẻ cây này tương đối đẹp. Cây này là đang bị, cây này thì em vệ sinh xong rồi chưa có vệ sinh đánh bóng lại ấy, thì thành ra nó đang bị dỉ xét lên này. Thì những cái dòng thép này nó sẽ là dòng thép, nó vẫn là thép dỉ các bác nhé. Cho nên nó còn dòng là không dỉ thì em bảo nó không dỉ. Còn thép dỉ thì bao giờ cũng vậy, để một thời gian là các bác bôi dầu xong bắt đầu nó sẽ bị dỉ lại. Đó. Thì cái cây này thì ốp gỗ hai bên, khâu chốt đầy đủ các bác nhé. Đó. Con này là khâu đúc này, khâu đúc liền. Chiều dài lưỡi sử dụng là 23,6, bản rộng phần tay cầm là 4,5. Sống lưng dày 2 ly. K54 có giá là 300k. Tiếp theo là K55 ạ. K55 thì em lên một cái cây dao Đức. Con này thì dao của Đức sản xuất này, đó, dao Đức sản xuất. Tay cầm khâu chốt là ok, ốp gỗ hai bên và có ba hàng ba chốt. Con này thì mài hai mặt, lưỡi khá là dài các bác nhé, thép không rỉ. Chiều dài lưỡi sử dụng được 26, bản rộng của nó sẽ được 3,2. Sống lưng cái cây này dày khoảng độ là 1,9 ly. K55 có giá là 250k. Tiếp theo là K56 thì em lên một cây dao cai. Con này thì có giá 150k. Con này dao của hãng cai các bác nhé. Đây ạ. Ở đây nó có chữ cai này các bác này, nó có chữ cai ở đây. Con này thì ở trên sống lưng hơi bị bẻ nhẹ một chút thôi. Hàng 3 lớp loại carbon các bác nhé. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 16,5, bản rộng của nó thì được là 4,6. Sống lưng cây này thì nó dày khoảng độ là gần 2 ly. K56 là 150k. Tiếp theo là K57. K57
K57. Em lên một cây dao 3 lớp. Con này thép chất thép nó là thép DB, ốp ngoài không rỉ các bác nhá. Ốp không rỉ, lõi không rỉ luôn. Cây này ốp không rỉ, lõi không rỉ này. Đó, mộc triện chữ nghĩa đầy đủ, tay cầm khâu chốt ok các bác nhé, không bị nứt vỡ bất cứ điểm nào. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 17,3. Bản rộng của nó là 4 cm, sống lưng thì dày khoảng độ 1,5 ly. Sống lưng dày 1,5 ly thì K57 208. Đó, mộc triện chữ nghĩa ok các bác nhé. Thép DB. K57 là 208. Tiếp theo là K58 thì em nên một cái cây Santoku. Cây này thì dòng thép không rỉ. Chất thép là carbon này, dòng Sarastel, thép không rỉ. Cây này hàng mới và chưa qua sử dụng này. Chiều dài lưỡi cái cây này thì em đo được là 16,5, bản rộng của nó là 4,4. Sống lưng cây này thì nó dày được khoảng độ 1,8 ly. Đây, con này bị bụi vào đây này các bác này. Đấy, hàng mới chưa sử dụng luôn. Lau ra rất là đẹp đây các bác nhé, rất là sáng. Đó, thép gõ khá là cứng, thường những cái cây thép gõ như vậy rất là bén các bác nhé. Tay cầm khâu cho con này thì từ phần lưỡi đến phần tay cầm họ thiết kế liên lạc với nhau đây các bác. Dáng dao rất là đẹp này. Đó. K58 thì có giá là 250 các bác. Tiếp theo là K59 thì em lên một cây dao cai. Con này thì chuyên thái gọt hoa quả trái cây các thứ các bác nhé. Đấy, các bác mình có thể mua về thái rau, thái thịt đồ thì vẫn ok. Có điều bản này thì chủ yếu là gọt hoa quả trái cây vì bản này bản lưỡi hơi ngắn. Đó, lưỡi hơi ngắn này. Con này thì quả hàng cai. Đó, tay cầm khâu chốt là còn gần như là mới. Hàng cây này cũng chưa, gần như là chưa qua sử dụng các bác nhé. Chiều dài lưỡi là 15. Bản rộng phần tay cầm thì sẽ được 3,7. Sống dao thì dày 1,5 ly. Thì K59 là 170. Một cây dao của hãng cai, chưa qua sử dụng. Tiếp theo là K60. K60 thì em lên cây kéo cắt bonsai. Cây kéo cắt cành bonsai. Con này thì chữ nghĩa mộc triện đầy đủ. Ở đây có mộc và trên lưỡi có mộc này. Đó, con này thì đúc nguyên khối các bác nhé. Hàng đúc nguyên khối. Con này dòng hai lớp thép đây các bác nhé. Nó dòng hai lớp thép này. Nó phần lưỡi thì cũng còn đẹp, không có bị bể bất cứ điểm nào. Ở đây dỗ nhẹ một chút thôi nhưng nó không ảnh hưởng đến phần lưỡi cắt. Khi các bác nó cùn đến đâu thì mình mài đến đấy thì nó sẽ bén. Quan trọng nhất với mặt sau này này, mặt sau còn tương đối đẹp đây các bác nhé. Đó, lò xo đầy đủ này. Khóa khiếp con này ok. Đó, con này còn rất đẹp các bác. Thì cái chiều dài lưỡi thì em đo được là gần 5, nó khoảng độ 5,7. Còn tổng chiều dài cây này ấy thì được là 20,5 cm. Tổng chiều dài một cây kéo cắt cành K60 là 330. Tiếp theo là K61 thì em lên hai cây kìm, một cây kìm và một cây cạp các bác nhé. Cây này cây cạp sẹo bonsai này, con này là cạp bằng, còn cây này là cây kìm cắt kẽm đây các bác nhé. Cây kìm cắt kẽm hoặc là rổ đinh các thứ này. Đấy, bóp kẹp rổ đinh đó, chủ yếu là bấm cắt kẽm này. Con này thì đây có mộc triện này, đó, có mộc triện đây. Con này ở đây thì cũng có mộc triện đầy đủ này. Đó, cả hai cây. Thì hai cây này thì em bán là 250 các bác nhé. K61 hai cây là 250k, rất là rẻ. Tính nhà cây này 100, cây này có 150.000 này, rất là rẻ. Bình thường một cây cạp này họ bán nếu mà có rẻ lắm thì đã 250 rồi đó, mà các bác mua lại thêm một cây này nữa đó, về bấm kẽm bonsai, bực kẽm nhỏ các thứ ok. K61 là 250. Tiếp theo là K62 có giá 150 này, thì em lên một cây kéo tỉa. Con này để dòng hai lớp thép này và cũng hàng rèn thủ công nguyên khối các bác nhé. Và ở đây có chữ nghĩa mộc triện đầy đủ ở đây các bác nhé, chữ nghĩa mộc triện đầy đủ. Lưỡi thì còn ok này, rất là bén. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 5,5 cm, tổng chiều dài là được 19 cm các bác nhé. Tổng chiều dài 19, kéo khá là lớn, cũng còn sắc bén đây các bác nhé. Này, tại em đang tay trái nó không thuận đấy. K62 là 150 này. Đó, đây các bác, K62 150. Tiếp theo K63 cũng một cây kéo tỉa nữa. Con này thì cũng còn đẹp này các bác. Đây, ở đây có chữ mã, thường những cây kéo mà có chữ này nó cũng rất là hệ nha các bác nhé. Đó, con này còn đẹp, không bị nhăm rỗ bất cứ điểm nào, đánh ra nhìn sáng tưng. Hai lớp thép. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này thì được 5,5 cm, tổng chiều dài là 18. Đó, rèn thủ công. K63 là 200k. Tiếp theo là K64 thì em cũng lên một cây kéo tỉa nữa. Con này thì lưỡi dài hơn một chút và con này thì cũng có mộc triện đầy đủ này. Mộc triện đầy đủ. Đó. Không bị nhăm rỗ bất cứ một điểm nào luôn. Con này còn ok. Ngay từ cái chốt này, chốt họ làm hai bên.
rất là đẹp đấy các bác nhé. Đó, lưỡi kéo thì còn sáng bong, hai lớp thép này. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này được 6,5, tổng chiều dài thì cây này thì được 20 cm, dẹp thủ công luôn. Cái cây K64 là 200k, K64. Tiếp theo là K65. 65 thì em lên một cái cây mỏ lết. Cây này thì size 375mm của hãng KTC Kyoto Tool này. Đó, KTC. Con này hoạt động bình thường đây các bác nhé. Này, răng lợi của nó còn ok này. Đây em mở hết ra cho các bác coi. Con này còn rất là ngon. Đấy cái phần răng của nó đây, hàng này thì cũng đã qua sử dụng rồi nhưng mà người ta chỉ xài lướt thôi, nó không phải là hàng xài nhiều đâu. Còn do để ở bãi ấy, thì ở đây sẽ có bị một phần nó bong chóc nhẹ ở phần này thôi. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến cái phần mình sử dụng ở đây nhé. Nó còn rất là ngọt. Này, vặn tới vặn lui rất là ngọt nhé. Rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, cái độ dơ lắc thì cây mỏ lết nào nó cũng có. Tuy nhiên dơ lắc nhiều ít thôi. Còn phần này không quan trọng. Quan trọng nhất là cái phần này này. Khi các bác nghiêng qua nghiêng lại này này. Thì cái độ dơ lắc của nó nhiều ít là mình biết ngay. Đó. Thì cái cây này nó là size 375. Về phần cân nặng cây mỏ lết này thì nó nặng là gần 1,2 kg. Rất là nặng. Thì cây K65 này có giá là 350k. Tiếp theo là K66 thì 66 thì em lên một cái đầu búa. Có lên nhiều hàng chỗ ngồi chả có. Đây các bác, K66 thì có giá là 250k. Em lên một cái đầu búa này, đầu búa này thì nó nặng là 3, nó là 3,5 kg hay 3,6 kg gì ấy. Đó, nó có 3,5 kg, 3,6 kg gì ấy. Thì các bác mình có thể mua về các bác xài nhé. Các bác mình nêm cái cây vào đây. Đó. Đầu búa thì còn tương đối đẹp này. Con này thì cái đường kính, đường kính của nó thì em đo được 5,5 này. Còn chiều cao là được 15,5. Bản rộng của nó, bản rộng vuông của nó thì được gần 5,5 này. Đó. Thì cái K66 này, cái đầu búa này bán 250k. Tất cả mặt hàng hôm nay thì em đều giảm giá hết cho các bác nhà mình nhé. Tất cả đều giảm giá dịp cuối năm. Thì tiếp theo là K67 có giá 250k. Thì cái cây này nó còn mới, hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Đó, những cái đường vân các bác mình có thể thấy này, vân tròn còn nguyên. Và cái cây này thì có mộc triện đầy đủ này, mộc ở núi Phú Sĩ này. Đầu búa thì ở đây người ta đã chấm rõ số ký là 1,35 kg. 1,35 kg à? Sao nhẹ cầm nặng nhỉ. Con này cả lưỡi, cả đầu với cán này em cân là 1,5 kg các bác nhé. Đầu với cán là 1,5 kg này. Nó hàng mới chưa qua sử dụng luôn, còn rất là đẹp. Thì cái đường kính của cái đầu búa này thì em đo là 4,2, chiều cao thì là được 11,7. Còn tổng chiều dài cán, tổng chiều dài cán cái cây này thì là được gần 36 cm, gần 36. Thì K67 có giá là 250k này. Tiếp theo là K68. K68 thì em lên một cái cặp cảo. Thì cặp cảo này thì em cũng giới thiệu cũng khá là nhiều rồi. Nó bản rộng cảo được nó khoảng độ là 20 cm các bác nhé. Còn về phần cảo thì ở phần tay cầm các thứ, tất cả ốc quặn các thứ đều hoạt động bình thường. Đấy, các bác mua hàng có thể nhận hàng và kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đó. Còn về phần thép, khung thép này không bị cong vênh, sứt mẻ bất cứ điểm nào. Nó rất là cứng và cũng còn hàng còn khá ok các bác nhé. Đó, nó chỉ là hàng bãi thì bao giờ nó không được mới hoàn toàn đâu. Thì hàng giống như kiểu hàng người ta đã xài lướt các thứ ấy. Thì nó không được mới hoàn toàn nhưng mà nhìn nó tương đối. Đó. Thì thường cặp cảo như thế này này, các bác mà mua ở ngoài ấy thì bao giờ nó cũng vậy, nó nếu mà hàng Việt Nam thì em cũng không biết nhưng mà hàng bãi các chỗ khác ấy, thì giá nó khá là cao. Còn đây là có 280k cho hai cây thì tính ra là có vào hơn 100.000 một cây thôi. Nó không phải là giá, nó không phải là quá cao các bác nhé. Các bác mình có thể mua về cảo gỗ ép keo các thứ khá ok. Cây K67 này là một cặp cảo như này, em bán là 280k. Tiếp theo là đây là K68, xin lỗi. Tiếp theo là K69 này. K69 thì em có lên một bộ đầu khẩu như thế này các bác nhé. Một bộ đầu khẩu này. Thì cái bộ đầu khẩu này ấy, thì nó có một cái cây cần như thế này. Đó, có một cây cần vặn này. Cây này hàng của Nhật đây các bác nhé. Hàng của Nhật này. Ở đây thì chất liệu của nó là chrome vanadium. Tay cầm ở đây bằng nhựa. Đó, tất cả hoạt động bình thường, hai đầu vặn tới vặn lui này. Đó, trái phải đầu 1/2 thông dụng. Đi kèm theo cái cây này thì có 2 4 6 8 10 12 14 16 17 cái đầu, 17 cái đầu này, 17 cái đầu thì nó sẽ có đầu này sẽ là đầu 10. Đó, đầu 10 thì 17 cái đầu này thì một bộ như thế này thì em bán là 300k các bác nhé. K69 là 300 này.
Tiếp theo là K70. K70 thì có giá là 150k thì em lên một cái lưỡi liềm. Con này thì rèn thủ công hai lớp thép. Rèn thủ công hai lớp thép này và mặt sau có mộc truyện đầy đủ này. Da rẻ cái này còn tương đối đẹp đây các bác nhé. Tương đối đẹp, con này có lưỡi thôi. Thì về các bác mình tra cán và các bác mình xài. Thì về cái chiều dài lưỡi sử dụng của cái lưỡi này ấy, thì em đo được khoảng 24, bản rộng của nó là được 5 cm. Sống lưng cây này ấy, thì nó cũng tương đối thôi. Sống lưng thì nó dày khoảng độ là 3 ly. Ở cái phần đầu cán thì sẽ dày được 5,2 này. Đi ra ở đầu ngoài này 3,5 ly. Thì cái cây K70 thì có giá là 150k. K70. Dạ vâng, cái mã K70 cũng là mã cuối cùng của cái video ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn cô dì chú bác anh chị đã mất chút thời gian quan tâm theo dõi video. Số điện thoại để liên lạc thì em cũng để trên phần mô tả. Cô dì chú bác anh chị nhà mình có cần cái món nào thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp cho em, thì bên em sẽ có người tư vấn và chốt đơn cho các bác nhé. Dạ vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau ạ.